Hello mọi người nha, hôm nay Na sẽ giới thiệu đến mọi người một dòng son mà hiện tại đang cực kỳ hot trên Facebook. Rất là nhiều bạn trẻ đang chia sẻ rầm rộ luôn. Na cũng kịp mua một em son về để dùng thử và cảm thấy rất là ưng ý, cho nên là hôm nay làm một clip để review đến mọi người nhé. Đó chính là em son Tata. Đây là son của thương hiệu Laura Sunshine nhé mọi người. Son này là dòng son lì nhưng mà siêu mịn luôn, mướt môi đánh lên rất là mướt môi nhá. Và màu mà mình đang cầm ở trên tay đây là màu số 03, với thiết kế rất là bắt mắt nhá mọi người. Và mở trong thỏi son ra thì mọi người có thể thấy là ở phía trong này cũng được khắc hình rất là tinh xảo nhá. Và thỏi son này cầm rất là chắc tay luôn. Laura Sunshine đã cho ra dòng son lipstick đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vốn có của khách hàng. Tự tin khẳng định dòng son lipstick là dòng son lì với nhiều dưỡng chất khá tuyệt vời. Dù ở xứ lạnh như ngoài Hà Nội hay nắng nóng trong Sài Gòn thì vẫn đảm bảo được độ mướt và mịn, giữ màu bền lâu. Với chiết xuất từ Pearl Power, bột ngọc trai tăng độ căng mọng của da môi, giảm vết nhăn, chống lão hóa cho vùng da môi, ngoài ra còn giúp tẩy da chết. Và mình được biết là sắp tới Laura Sunshine sẽ tung ra thị trường rất là nhiều màu son mới. Dựa vào màu và chất son này thì mình nghĩ là dòng son mới rất là đáng để chờ đợi nhá.